Thông tin từ Bệnh viện 30 tháng 4, Bộ Công an, ngày 19 tháng 1 cho biết, bệnh viện vừa ghi nhận 3 ca nhiễm biến thể Omicron phát hiện trong cộng đồng. Đây là những ca mắc Omicron trong cộng đồng đầu tiên được phát hiện tại thành phố Hồ Chí Minh. Theo thông tin từ Bệnh viện 30 tháng 4, ngày 15 tháng 1, bệnh viện tiếp nhận một số mẫu test nhanh dương tính COVID-19 do một phòng khám tư nhân chuyển đến để xét nghiệm PCR, giá trị khẳng định. Kết quả xét nghiệm PCR SARS-CoV-2 tại bệnh viện phát hiện gen S bất thường trong khi PCR các danh mục tiêu khác cho kết quả bình thường. Ngày 16 tháng 1, các mẫu xét nghiệm được Bệnh viện 30 tháng 4 gửi tới Bệnh viện Bệnh nhiệt đới để thực hiện giải trình tự gen khẳng định SARS-CoV-2 biến thể. Đến chiều ngày 18 tháng 1, kết quả thu được là cả 3 bộ gen này thuộc biến thể Omicron BA.1. Các ca tiếp xúc gần với 3 bệnh nhân đang được khoanh dùng, điều tra để nắm và giám sát. Dự kiến chiều 19 tháng 1, Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh sẽ có cuộc họp báo về việc phát hiện 3 ca nhiễm Omicron đầu tiên trong cộng đồng tại thành phố.